5 công dụng của hạt chia đối với sức khỏe trẻ nhỏ mẹ không nên bỏ. Qua với nguồn giá trị dinh dưỡng dồi dào, chính vì thế việc bổ sung hạt chia trong thực đơn của bé sẽ mang lại nhiều những hiệu quả bất ngờ nếu mẹ biết sử dụng đúng cách. Hạt chia là hạt gì? Hạt chia có tên khoa học là Salvia hispaniola thuộc loại Lamiaceae, tức cùng loại với các loại thảo mộc dùng làm thành gia vị như loại húng quế, bạc hà, mint. Hạt chia có hình dạng rất nhỏ trông như hạt mè hoặc hạt Ebasis. Hiện nay hạt chia được biết đến là một trong những loại hạt được ưa chuộng và sử dụng ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Trong tiếng Anh, hạt chia được gọi là chia seed hoặc chia seeds. Hiện nay hạt chia được biết đến là một trong những loại hạt được ưa chuộng và sử dụng ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Trong tiếng Anh, hạt chia được gọi là chia seed hoặc chia seeds. Hạt chia giúp bé thanh lọc cơ thể. Công dụng của hạt chia: cung cấp một lượng chất xơ đầy đủ sẽ giúp cải thiện hệ tiêu hóa, nâng cao khả năng hấp thu, tăng cường chức năng bài tiết và các chức năng sinh lý quan trọng khác của cơ thể. Đặc biệt, hạt chia có tác dụng làm sạch, thanh lọc hầu hết các bộ phận khác của cơ thể, giảm nguy cơ táo bón và các bệnh về đường tiêu hóa. Chế độ ăn uống hàng ngày của trẻ cần phải cân đối giữa các thành phần. Nếu thiếu chất xơ thực vật, trẻ sẽ dễ bị táo bón. Vì vậy, cung cấp chất xơ hàng ngày cho bé thông qua nhiều món ăn. Sử dụng hạt chia có thể kích thích nhu động ruột, tăng tốc thải những chất độc ra khỏi cơ thể, đồng thời cũng làm giảm cơn đau do táo bón gây ra. Hạt chia giảm nguy cơ béo phì, tránh tiểu đường. Công dụng của hạt chia bổ sung chất xơ cho trẻ là một phương pháp ngăn ngừa bệnh tiểu đường cho bé ngay từ khi còn thơ ấu. Chất xơ còn được hấp thu ở đường tiêu hóa. Khi ở trong đường tiêu hóa, chúng có khả năng hấp thu hàm lượng nước rất lớn, do đó khối lượng ban đầu và trọng lượng tăng lên nhiều lần. Khi đó, chất xơ ở trong đường tiêu hóa có dạng như chất keo, một chất tạo C. Hạt chia giúp hỗ trợ tiêu hóa cho trẻ như đã phân tích ở trên. Trong hạt chia với lượng chất xơ dồi dào mang đến tác dụng giúp làm cải thiện hệ tiêu hóa, từ đó giúp làm nâng cao khả năng hấp thu, cũng như làm tăng cường chức năng giúp bài tiết và chức năng sinh lý quan trọng khác cho cơ thể của trẻ. Đồng thời, công dụng của hạt chia còn giúp làm sạch và thanh lọc hầu hết các bộ phận khác của cơ thể trẻ em. Cảm giác no, giúp ăn uống giảm, từ đó sẽ giúp kiểm soát trọng lượng cơ thể một cách rất tốt. Tuy trong hạt chia có rất nhiều chất xơ tốt cho trẻ, nhưng các bậc phụ huynh cũng nên lưu ý là không nên thay thế hoàn toàn hạt chia bằng các chất xơ thực vật khác, vì sẽ rất dễ gây ra hiện tượng táo bón ở trẻ em. Trong bữa ăn hàng ngày, chế độ phải được cân đối giữa các thành phần. Chính vì thế việc bổ sung và cung cấp chất xơ cho bé thông qua nhiều món ăn có thể giúp làm kích thích nhu động ruột, làm tăng tốc thải những chất độc ra bên ngoài của cơ thể, đồng thời cũng giúp làm giảm đi những cơn đau do táo bón gây ra cho trẻ. Hạt chia giúp bảo vệ tim. Thường xuyên cho trẻ ăn thức ăn chứa nhiều chất xơ sẽ góp phần làm giảm nồng độ cholesterol trong máu. Sử dụng hạt chia hỗ trợ phòng chống xơ với động mạch, bảo vệ tim mạch. Hạt chia dùng cho trẻ mấy tuổi? Nhiều bậc phụ huynh băn khoăn liệu hạt chia có an toàn cho trẻ em hay không, và liệu trẻ mấy tuổi có thể dùng hạt chia. Đây là những lo lắng hết sức hợp lý và chính đáng. Bạn nên sử dụng hạt chia cho trẻ khi trẻ đã cai sữa và bắt đầu ăn dặm, sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ. Còn đối với trẻ am dưới 2,5 tuổi thì các bậc phụ huynh nên hạn chế cho trẻ dùng hạt chia, vì ở tuổi này hệ tiêu hóa của trẻ vẫn chưa hoàn thiện để hấp thụ được các loại thực phẩm lạ bên ngoài. Bên cạnh đó, trẻ vẫn chưa kiểm soát được cơ thể, có thể dẫn tới sặc hóc, gây nguy hiểm cho trẻ. Nếu trẻ dưới 2-3 tuổi, mẹ nên hạn chế cho trẻ dùng, vì trong giai đoạn này, hệ tiêu hóa trẻ chưa hoàn thiện, dễ dẫn đến sốc hay hóc hạt, gây nguy hiểm cho trẻ.